thời tiết đặc biệt chưa từng có ở Minh Hóa, Quảng Bình trong lễ Phật Đản 2023. Mà hôm nay thời tiết phù hộ nhé. Hôm nay đoàn diễu hành qua là cái đấy là thời tiết bây giờ là trước kia nắng chang chang, bây giờ là mưa mát dịu. Phật phù hộ mà. Đã nhiều ngày nay, thời tiết Minh Hóa, Quảng Bình luôn trong tình trạng oi bức nắng gắt của những tháng nóng nhất năm. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ. Ghi nhận tại địa bàn huyện vào trưa ngày 16 tháng 4 năm Quý Mão, thời tiết lên đến gần 40 độ C. Nhưng khi lễ diễu hành đón mừng Phật Đản, thì bầu trời đột nhiên xuất hiện những đám mây lớn khiến thời tiết mát mẻ hơn. Đặc biệt khi sư phụ Thích Trúc Thái Minh, chư tôn đức tăng ni tham dự chương trình diễu hành xe hoa kính mừng Đức Phật Đản Sinh, trong khoảng 2 phút trời rắc những hạt mưa vi diệu như chư thiên đón mừng đoàn rước xe hoa kính mừng Đức Phật Đản Sinh tại Minh Hóa. Mấy ngày trước là nó nóng lắm. Vâng. Đây là thời tiết ở đây rất là nóng. Vâng. Và đúng vào cái dịp mà đoàn diễu hành thì trời lại đổ mưa, một cơn mưa rất là mát. 3 giờ vẫn nắng, đến gần 4 giờ một cái là bắt đầu Phật pháp nhiệm màu, trời là rực mát hết tất cả. Sự vi diệu của thời tiết trong lễ Phật Đản năm 2023 tại huyện Minh Hóa, Quảng Bình như một sự cảm ứng hoàn hảo trước những nhân duyên đặc biệt để mọi người được kết duyên với Phật pháp, đó là sự ủng hộ, giúp đỡ của Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp, tâm nguyện Bồ đề của sư phụ Thích Trúc Thái Minh, tinh thần hòa hợp của tứ chúng chùa Ba Vàng đã cảm ứng đến trời, cho nên chư tiên long đã mang đến những hạt mưa làm dịu đi sự nóng nực, góp thêm niềm hân hoan trước sự kiện đản sinh của Đức Phật.